Hoa Lan Hà Nội xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì em sẽ lên riêng cái hồ điệp mãn thiên hồng. Tại vì dạo này là cái dòng này thì mọi người hỏi em nhiều. Đó, cây hôm nay em bán sẽ là combo 5 cây 200 nghìn nhé. Đây, chất lượng cây đây. Đấy, hình thức cây như trên hình, 5 cây 200 nghìn. Đó, và sẽ cho hoa Tết nhé. Đây là một cái cây mà nó nở vào tháng riêng này. Đó, một cái cây nó nở vào tháng riêng. Hoa này rất là bền và nó là dòng phân cành, sai bông. Đó. Và nó nở trái mùa ấy, thì thường nó sẽ được ít bông thôi và bông nó sẽ hơi xấu. Đấy, khi mà mình để nó nở chuẩn chỉ vào ngày Tết ấy, thì cây nó sẽ rất là sai hoa và đẹp. Mình có thể chơi được tầm khoảng 2-3 tháng cho cái dòng này luôn. Đó. Cây của em thì là cái cây mà nó trưởng thành rồi nhá. Mọi người trồng đến Tết ấy, thì nó sẽ cho hoa. Và lúc ấy đạt cái thời điểm mà cây nó khỏe nhất, to nhất thì nó sẽ cho hoa được hiệu quả nhất. 5 cây 200 nhá, 5 cây 200 nghìn bao ship. 10 cây thì là 350 bao ship. Đó, 5 cây 200.000, 10 cây thì 350 em bao ship toàn quốc cho mọi người nhá. Hôm nay em chỉ lên riêng cái dòng mãn thiên hồng thôi. Chúng ta nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em. Đảm bảo cây đẹp, cây tơ và không hề có lỗi nhá. Đây là cây tơ chứ không phải cây cắt cành nhá. Cây cắt cành thì nó sẽ chất lượng hoa nó kém hơn. Cây tơ và to khỏe. Mình trồng đến Tết ý là nó sẽ là cái thời điểm cho hoa đẹp nhất. Đây. Cây như trên hình em cầm đây, rất là đẹp. Số điện thoại đặt hàng là 0974702106. Và mọi người mua thì nói rõ cho em là mua dòng mãn thiên hồng nhá. 5 cây 200, 10 cây 350. Em xin chào mọi người.